Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh YouTube của Nguyệt. Thì chúng ta đã biết đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược thiên nhiên rất là quý hiếm và rất là tốt cho sức khỏe. Ngày hôm nay Nguyệt sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người đông trùng hạ thảo là gì, nguồn gốc xuất xứ cũng như là công dụng của đông trùng hạ thảo để cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược quý và đặc biệt bởi chúng được xem như là con lai giữa động vật và thực vật. Thực chất, đông trùng hạ thảo là sự kết hợp giữa sâu non của loài Thitarodes và loài nấm ký sinh Cordyceps. Nguồn gốc của đông trùng hạ thảo. Vào mùa đông, loài bướm này đẻ trứng, trứng nở thành các ấu trùng sâu non. Chúng vùi mình vào những vùng đất tươi xốp để bắt đầu tìm chỗ ngủ đông. Khi ấu trùng ăn phải bào tử nấm hoặc nhiễm nấm qua các lỗ thở, nấm sẽ sinh sôi mạnh mẽ, bắt đầu xâm chiếm các mô tế bào, ăn hết chất dinh dưỡng bên trong cơ thể ấu trùng và làm chết sâu non. Khi mùa hè tới, nấm bắt đầu mọc ra khỏi thân sâu, dần phát triển thành dạng cây nấm và phát tán các bào tử nấm để chuẩn bị cho cuộc đi săn ấu trùng vào mùa đông tới. Trong tự nhiên, đông trùng hạ thảo được tìm thấy trên những ngọn núi cao 4.000 đến 5.000 mét ở Tây Tạng, Trung Quốc, Bhutan và đã được sử dụng trong nền y học cổ truyền Trung Hoa và Tây Tạng như một loại dược liệu quý. Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam, người ta đã áp dụng thành công những phương pháp nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Quá trình sản xuất chỉ mất khoảng 3 tháng để cho ra những sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân tạo có công dụng đạt 70-80% so với sản phẩm tự nhiên. Công dụng của đông trùng hạ thảo. Thứ nhất là giúp tập thể dục hiệu quả hơn. Thứ hai, có khả năng chống oxy hóa. Thứ ba, ức chế sự phát triển của khối u. Thứ tư, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Thứ năm, có lợi cho tim mạch. Và thứ sáu là giảm viêm nhiễm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của Nguyệt. Mình hy vọng là sau cái video này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về đông trùng hạ thảo là gì, nguồn gốc xuất xứ cũng như là công dụng của đông trùng hạ thảo. Nếu cả nhà còn thắc mắc về đông trùng hạ thảo là gì, nguồn gốc xuất xứ cũng như là công dụng của đông trùng hạ thảo thì hãy inbox cho Nguyệt qua số Zalo 0983003124. Nguyệt sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Nếu cả nhà thấy cái video này hay và ý nghĩa thì hãy cho Nguyệt một lượt like và một lượt đăng ký để Nguyệt có thêm nhiều động lực làm thật là nhiều video thật hay và ý nghĩa để gửi đến tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.